Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát này tự có thể viễn ly, chấm dứt sanh mạng, cũng có thể khuyến hóa người khác viễn ly, chấm dứt sanh mạng, không ca ngợi một cách điên đảo về pháp chống trái sự viễn ly, chấm dứt sanh mạng. Hoan hỷ tán thán người viễn ly, chấm dứt sanh mạng, như vậy cho đến tự xa lìa tà kiến, cũng khuyên người khác xa lìa tà kiến, không ca ngợi một cách điên đảo về pháp xa lìa tà kiến, hoan hỷ tán thán người xa lìa tà kiến. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát này tự hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng khuyên người khác hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, không ca ngợi một cách điên đảo pháp chống trái hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoan hỷ tán thán người hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy cho đến tự tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng khuyên người khác tu trí nhất thiết.